cây cầy hay còn gọi là cây cơ Loài cây này mang nhiều ý nghĩa tâm linh đối với người dân tộc thiểu số Tây Nguyên. Tuy nhiên, cây còn mang nhiều giá trị hơn thế, ví dụ như trong thị trường khai thác gỗ. Ưu điểm của gỗ cầy là gì? Hãy cùng tìm hiểu tất tần tật về loài cây này qua video này nhé. Đặc điểm nhận biết cây gỗ cầy Cây là cây gỗ lớn thường xanh, chiều cao trung bình từ 15 đến 30 m đường kính thân vào khoảng 40 đến 60 cm. Gốc cây thường có khía, bạnh vè, vỏ thân cây có màu nâu hồng, hay xám hồng, bong thành các mảng rất nhỏ, thịt vỏ dày khoảng 6cm, có sạn màu vàng, tán cây hình trứng, rậm rạp và màu xanh thẫm. Nhiều cành con màu nâu, lá đơn mọc trụm ở đầu cành, mặt trên lá có màu xanh bóng, còn mặt dưới màu xanh nhạt, phiến lá có hình trái xoan. Dài khoảng từ 9 đến 11 cm, rộng từ 4 đến 5 cm, gần bên từ 10 đến 11 đôi. Khi non lá có màu tím nhạt, cuống lá dài tầm 1 đến 1,2 cm hoa có dạng trùm, thường mọc ở nách lá. Hoa nhỏ và màu trắng, có từ 4 đến 5 cánh. Mùa hoa là tầm tháng 5 đến tháng 6. Quả hình trái xoan, dài khoảng từ 3 đến 4 cm, rộng tầm 2,5 đến 2,7 cm. Khi chín, quả có màu vàng nhạt. Mỗi quả chỉ chứa một hạt. Mùa quả vào tháng 9 đến tháng 11. Cây có thể tái sinh bằng chồi và hạt. Sự phân bố của gỗ cầy, cây thường mọc trong rừng mưa nhiệt đới thường xanh, hay rừng cây nửa rụng lá và bạn sẽ ít gặp trong rừng thưa. Cây có nguồn gốc từ châu Phi và Đông Nam Á. Tại Việt Nam, cây phân bố nhiều từ Quảng Nam đến một số tỉnh Nam Bộ và ở các đảo Phú Quốc, Côn Đảo nhưng tập trung chủ yếu tại các tỉnh Tây Nguyên. Cây thuộc nhóm nào? Trong bảng phân loại gỗ ở Việt Nam thì cây đã được xếp vào nhóm 6 nhóm gỗ nhẹ, có sức chịu đựng kém, dễ bị mối mọt hay cong vênh nhưng dễ chế biến xếp chung với các cây gỗ quy khác nhau như bồ kết giả, cáng lò, trẹo tía, trò nhai, trò nâu, chiêu liêu, đước, trò nếp, trò ổi, da. Ưu điểm của gỗ cây Cây có một số ưu điểm nổi bật như sau. Cây có sức sống mãnh liệt, chịu hạn tốt, do nhiều rễ cọc ăn sâu và tỏa ngang, nên ít bị đổ do mưa, bão. Cây từ đó cũng có khả năng chịu hạn tốt, nhiều rễ cây mọc sâu xuống đất đi tìm nguồn nước. Gỗ khá dễ gia công nhưng phải chế biến khi còn tươi. Người thợ từ đó có thể tạo ra nhiều sản phẩm đồ gỗ phong phú. Giá thành gỗ tương đối rẻ, thích hợp với các gia đình điều kiện kinh tế tầm trung. Nhược điểm Chính vì cầy được xếp vào nhóm gỗ 6 nên mang một số nhược điểm đặc trưng như sau. Gỗ khá là nhẹ, có sức chịu đựng kém. Gỗ dễ bị mối mọt hay cong vênh, đặc biệt khi gỗ khô lại. Do sớ gỗ dạng xoắn rất cứng nên khó cưa sẻ khi đã khô ứng dụng gỗ có màu vàng nhạt tương đối cứng nên được sử dụng trong xây dựng và chế tạo đồ nội thất miền bắc cây thường được trồng để làm cây cảnh quan tạo bóng mát cây công trình ngoài tác dụng làm cây công trình cây cầy còn có tác dụng làm thuốc chữa bệnh như đầy bụng trừ sốt rét rừng trói nước vỏ thân cây còn được dùng làm thuốc dành cho phụ nữ mới sinh giúp bổ huyết quả của cây chín rụng xuống có vị ngọt ăn ngon và nhân hạt cũng có thể ăn được hạt cho dầu màu trắng hoặc vàng, có mùi hương dễ chịu, dùng làm xà phòng hay dầu thắp đèn. Ở Tây Nguyên, người ta hay dùng loại gỗ này làm thớt chặt. Sự thật thì, chất lượng không thua gì thớt gỗ nghiến. Khi được đốt, gỗ cơ nia cho loại than tốt. Cây còn mang nhiều ý nghĩa tâm linh với người dân dân tộc thiểu số Tây Nguyên. Họ coi loài cây này là nơi trú ngụ của thần thánh, của vong linh những người đã khuất, rất ít chặt phá cây. Bởi thế, trên nương dãy thường có nhiều cây cầy cổ thụ, giúp che mắt mỗi lúc nghỉ giải lao, nghỉ trưa, Giá của gỗ cầy Gỗ cầy có giá cả dao động và thay đổi tùy thuộc vào nơi mà cây lớn lên, chất lượng gỗ hay là kích thước, kể cả đến địa chỉ mua hàng ở đâu. Trên thị trường bán buôn gỗ hiện nay, cầy không có giá quá mắc, giống các loại gỗ quý nhóm 1. Bạn có thể tham khảo mức giá là 2 triệu đồng một mét khối gỗ tròn hay 2 triệu 500 nghìn đồng mét khối gỗ hộp.